Rồi xin chào mọi người nha. Trên tay mình đây là con Techno Spec 9T nha mọi người. Con này hiện tại nó đang bị dính mật khẩu màn hình. Hiện tại nó đang bị dính mật khẩu màn hình nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành phá mật khẩu màn hình con này và xóa luôn tài khoản Google nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ tắt nguồn đi nha. Nhấn chữ kéo xuống. Ok, sau khi tắt nguồn thì mình sẽ giữ nút nguồn và nút tăng âm lượng nha. Để vào chế độ recovery nha mọi người. Rồi nó lên logo thì mình thả nút nguồn ra và vẫn giữ nút tăng âm lượng nha. Rồi ok, sau khi nó hiện con Android bị dấu chấm than như thế này thì mình sẽ giữ nút nguồn và nhấp một cái ở nút tăng nha. Tăng âm lượng á, giữ nút nguồn và nhấn nút tăng. Đây là nó sẽ vào được chế độ recovery nha mọi người. Thì sau khi nó vào recovery thì mình sẽ sử dụng nút giảm âm lượng để di chuyển xuống phần factory reset nha. Đây qua data này nha. Ok, sau khi chọn dòng này thì mình sẽ dùng nút nguồn để reset lại nha và di chuyển xuống và chọn tiếp. Rồi bây giờ máy sẽ khởi động, nó sẽ chạy xong và mình sẽ khởi động lên nhá. Rồi sau khi nó chạy xong thì mình sẽ reboot start now luôn nha mọi người. Nhấn nút nguồn để chọn luôn nha. Để cho nó khởi động lại nha. Rồi như vậy là máy đã lên nha mọi người. Rồi mình sẽ chọn ngôn ngữ tiếng Anh luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục này. Chọn Việt Nam này. Chọn next nha. Mình sẽ skip nha. Sẽ kết nối các file này. Rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục nha. Tích vào tất cả này. Tiếp tục nha. Rồi đây thì nó sẽ yêu cầu mật khẩu màn hình nha mọi người, hoặc là sử dụng tài khoản Google. Mật khẩu màn hình thì mọi người quên rồi, chứ còn nếu tài khoản Google nếu mọi người còn nhớ thì có thể nhập vào là sẽ vào được nha. Còn nếu như không nhớ thì làm theo mình nha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại. Mình sẽ quay trở lại ở mục lắp SIM này nha. Thì máy này nó yêu cầu phải có SIM, tại vì sau khi làm cách kia nó sẽ tắt wifi nha mọi người, nó không có hiển wifi. Bây giờ mình sẽ cho SIM vào nha, mà SIM này yêu cầu phải có mạng nha mọi người, yêu cầu SIM là phải có mạng nha. Mình sẽ skip qua này. Mình sẽ khởi động máy lại để máy nhận SIM nha mọi người.
sẽ khởi động máy lại để nó nhận sim nha. Rồi ok, sim như vậy là sim đã nhận nha mọi người. Thì mình sẽ chọn tiếng Anh luôn nha. Nên Việt Nam này, nên này. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái ô vuông một bên cái wifi này nha mọi người. Mọi người nhập vào nha. Rồi sau đó chọn vào cái này nha. Rồi mình sẽ bật lên nhé. Rồi chọn dòng này nha mọi người. Ok, nó vào được đây rồi thì mình sẽ nhấp vào phần 3 chấm nha. Rồi chọn là dòng trên cùng luôn nha, chia sẻ nha. Rồi ở đây nó hiện ra các mục như thế này thì mình sẽ chọn mục Gmail nha mọi người. Mình sẽ chọn mục này và mình sẽ giữ nha. Giữ chứ không nhấn nha. Nhấn thì nó vào luôn, còn giữ là nó sẽ vào một mục khác nha mọi người. Rồi ok, như vậy là mình đã giữ và nó đã vào được mục này nha. Thì mình sẽ chọn vào mục đầu tiên luôn. Sau đó kéo lên và chọn vào phần cài đặt này nha. Ở đây thì mình sẽ chọn dòng trên cùng luôn và chọn vào dấu 3 chấm nha, và chọn mục này nha. Rồi ở đây thì mình sẽ tìm là DALA nha. DALA tìm. Mục này thì có thể là nó đã khắc phục nên không thể tìm được cái cách này nha. Bằng cái dòng này nha, mình sẽ tìm bằng một dòng khác nha mọi người. Mình sẽ tìm một cái ứng dụng khác nha. CHANG nha. A này. Xong mình nhấn tìm kiếm nha. Rồi, mình sẽ chọn vào mục thứ hai luôn nha mọi người. Đây, mục này nha. Mục này. Rồi đấy, nó hiện lên cái phần YouTube này. Mình sẽ bấm vào. Xong rồi gõ vào đây, gõ vào 3 chấm nha, xong nhấn vào share và gõ vào 3 chấm nha. Rồi ok, như vậy là mình đã vào được YouTube nha. Thì bây giờ mình sẽ gõ vào hình người, hình tròn có hình người này ở góc phải trên màn hình nha. Chọn vào setting nha. Chọn vào ở bao nha. Chọn vào YouTube nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ chọn đồng ý này và chọn no thank you nha. Gõ vào là VNROM nha mọi người. Bypass nha. VNROM bypass này. Rồi chọn vào bypass Google Account 2023 nha. Rồi đến đây thì mình sẽ mở phần cài đặt lên nha, Open Setting nha. Rồi khúc này thì mình sẽ tìm đến là rồi ứng dụng nha mọi người, nhấp vào ứng dụng này. Bật tất cả các ứng dụng lên nha. Ở đây thì mình sẽ chọn Android Startup này và buộc dừng nha. Mình sẽ buộc dừng ứng dụng này nha. Rồi quay trở lại nha mọi người, kéo lên và tìm đến là dịch vụ Google Play nha, cái này nha mọi người. Và mọi người bấm tắt đi nha, disable đi, sau đó buộc dừng luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại ở mục cài đặt nha. Thì mình sẽ tìm là
li thôi nhá. Rồi mình sẽ kéo lên. Đây mình sẽ chọn vào mục này nha mọi người. Đi circuit này, những cái hình này nha. Hình xuất sinh này nha mọi người. Nhấp vào. Rồi mình sẽ kéo lên. Và chọn vào menu nhé. Rồi bật lên. Bật lên nha. Tôi này. Rồi mình mở lên được như thế này là ok nha. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại hết nhá. Sẽ quay trở lại luôn. Ra ngoài nha mọi người. Rồi ok. Sau khi mình tắt mấy ứng dụng kia và bật cái ứng dụng này lên ạ, thì mình sẽ trở về và bắt đầu nhấn bắt đầu nha. Tiếp tục này. Nấc nha. Đồng ý này. Đấy, nó sẽ tắt wifi nha mọi người. Nên yêu cầu phải có sim 4G nha. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái ứng dụng này lên nha mọi người. Lên nha. Và chọn là Google Assistant này. Assistant nha. Và nhấn vào Settings nha. Và ở đây thì mình sẽ bật ứng dụng này lên nha. Bật lên nha. Rồi ok, như vậy là mình đã bật nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ quay trở lại này. Rồi và đợi nó chạy vào nha. Ok, skip nha. Mục này mình cũng bỏ qua luôn nha. Bỏ qua nha. Bết này. Tiếp tục vào nha. Ok, như vậy là mình đã phá thành công mật khẩu màn hình của con Tecno này nha mọi người. Và xóa được tài khoản Google. Nếu như video này có thể giúp ích được cho con mọi người thì mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Hẹn mọi người ở những video lần sau nha mọi người. Bye bye, tạm biệt mọi người.